thôi, chứ thật sự Ừ. ảnh hưởng của mình đâu có cái chó gì đâu. Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây đến hẹn lại lên cuộc nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương từ Florida. Xin chào anh Lương. Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương xin chào Nguyễn Xuân Nam và chào tất cả ban trị sự của truyền hình Việt Nam 1, và xin chào tất cả quý vị khán giả có cơ hội để nghe chương trình này. Vâng. Thưa anh, biết Florida là mùa nắng như thế nào, nhưng mà tại đây nắng quá. San Jose, California mấy nay nóng quá anh. Tôi cũng bị nóng. Dạ. Tôi cũng bị, nhiệt độ đây thì 93 độ thôi, nhưng mà cái heat wave ấy, nó đưa nó lên khoảng 100 độ. Và ngay ở sáng nay tôi đi tập thể dục cũng vậy, đây rồi cái bạc của tôi có cái chỗ tập mệt ngoài trời thì tôi tập thể dục mồ hôi nhễ nhại, lý do là cái độ ẩm nó cao. Giờ này đây thì nó cloudy, tức là nó mây mù đó, nhưng tôi không thấy cái dấu hiệu ngày hôm nay mưa. Thế như vậy tôi nghĩ là cái độ nóng nó sẽ còn nhiều nữa. Tại San Jose chúng tôi độ nóng kéo dài có thể tới trong những ngày, một vài ngày tới, tới chưa hết đâu anh, còn phải chịu vài ngày nữa. Rồi nóng của nhiệt độ đã đành, còn nóng của thời sự có chuyện gì lạ thế anh? Nóng thật sự thì thật sự với tôi đó, tôi muốn là hướng dẫn cũng như là giải thích cho cộng đồng nhiều hơn là cho là nóng, tại vì cái ảnh hưởng của chúng ta trong cái chính trị này nó không có gì hết, nó chưa có ảnh hưởng lớn được. Và nhưng mà chính vì vậy nên trong cái phần mà xây dựng cộng đồng đó, tôi cũng có thể giải thích cho quý vị biết là tại sao chúng ta chưa có vững được, và tại sao tôi khuyến khích là tuổi trẻ phải dấn thân, phải nhảy vô dòng chính. Bởi vì tuần vừa rồi, tuần này đấy, thì Houston họ cũng phỏng vấn tôi, họ hỏi tại sao mà Do Thái là gì, họ mạnh mẽ, họ nắm hết chức vụ này chức vụ kia, thì tôi sẽ giải thích cái chuyện đó. Và vấn đề chính là chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải phải được cái sự recognize đó của cái nước Mỹ này. Mà trong khi trong thời gian vừa rồi tôi đã nói rằng chúng ta quá khiêm nhường, quá hôn bách, nên nó trở ngại, nó rất nhiều trở ngại cho chúng ta. Và với quan trọng chính của chúng ta đó, chúng ta có thật với vực được đạo, điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta hiểu biết nhiều đó, thì sự mạnh dạn của chúng ta, cái sự tin tưởng của chúng ta, cái niềm tin nó mạnh hơn, thì chúng ta dấn thân với cái cộng đồng bạn nó dễ dàng hơn. Cái điều rõ ràng như vậy. Yeah. Vâng. Sáng nay cũng vui, tối qua làm chương trình phỏng vấn của bé ứng cử viên chứ dân biểu liên bang tại Auckland. Sáng nay bạn bè khắp nơi coi người ý kiến A, người ý kiến B, rất là vui anh. Vâng. Cộng đồng chúng ta bây giờ bắt đầu nói tới thế hệ thứ hai hơi nhiều. Cái đó rất là tốt thế anh. Tại vì với tôi đó, ngoài thế hệ thứ hai nữa, vấn đề mà liberal arts với lại khoa học. Và cái khoa học đó thì chắc cho nó có chứng minh đàng hoàng là khó cãi, nhưng mà cái liberal arts, cái vấn đề nghệ thuật đó, thì trong đó có vấn đề chính trị, triết lý, văn chương, xã hội. Chúng ta có nhiều ý kiến, nhưng nhờ cái ý kiến đó đó, chúng ta thấy sự sai lầm, chúng ta sẽ phân tách được là cái ý kiến đó có thể là vì kém hiểu biết, hay là vì vấn đề thiện ý, hay là vấn đề cố chấp, đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thì đây là cái điều mà chúng ta nên thu thập, nó nghe để làm gì, để chúng ta còn phân tách và chúng ta còn hướng dẫn được người ta một cái hữu hiệu hơn. Đó là điều điều tốt đấy. Rồi tin tức Hoa Kỳ và thế giới có gì quan tâm trong tuần này thưa anh? Rất nhiều anh, nhưng mà tôi chỉ đưa cho dòng chính thôi. Như trường thì tất cả những tin tức thường thì các anh nghe đó, các anh biết hết rồi, nhưng tôi chỉ đưa cái phần chính là ảnh hưởng như thế nào với thế giới, nó được quan trọng. Và thì thứ nhất là tại nước Mỹ thì quý vị thấy cái sự mà miễn trừ của tổng thống Trump, của được tối cao pháp viện đưa ra đó, thì với tôi đó, tối cao pháp viện kia đưa ra đó là chung kết, là chúng ta không có thể bàn được hay là sửa đổi được cái mề tối cao pháp viện nữa. Nhưng mà quan trọng cái đó đó, với nhìn cái nhìn của tôi đó, không phải là chỉ cho ông cựu tổng thống Trump, mà vấn đề chính là cái mà gọi là đá qua đá lại của đảng Dân chủ Cộng hòa, thì cái bản trừ đó đó nó không phải áp dụng cho chuyện ông cựu tổng Trump, mà ông sẽ áp dụng cho tất cả những vị nào trong này. Tôi thí dụ như tổng thống Trump, giả sử ông đắc cử kỳ này 2024 đó, thì ông cũng thể sử dụng cái trò cái đòn giống như bây giờ đang có để mà tấn công đảng Dân chủ. Rồi đảng Dân chủ lên thì không có thể dùng cái đòn như bây giờ để tấn công đảng Cộng hòa nữa, thì họ sẽ đưa ra cái sự miễn trừ cho tổng thống, và những cái gì mà cá nhân thì mới
thì mới phải phải thì mới được đưa ra để mình lo hai cái lĩnh vực đó khác nhau. Thì đây là lý do chính mà sau mà chúng ta cứ nghĩ rằng ngày 11 tháng 7 sắp tới đây là cái phiên tòa để đưa ông Trump vào tù, nó đã không được xảy ra đó, lý do không được thì, tại vì vì cái vấn đề cái miễn trừ đó, đó thì cái phiên tòa cái của công tố viên của cũng nữ ước đó, họ đã rời lại vào ngày 18 tháng 9. Nhưng mà ngay cả tôi thấy 18 tháng 9 mà nếu mà họ không phân biệt được giữa cá nhân với lại cái quyền trong vấn đề của nhiệm vụ của tổng thống đó, thì rồi họ cũng hủy bỏ luôn. Đó là tôi thấy nó như vậy. Thì chúng ta chờ thôi. Thì, tuy nhiên cái chuyện này nó đều là điều tốt, không phải chỉ cho cựu tổng thống Trump, mà điều này tốt cho tất cả những vị tổng thống nào trong tương lai khi mà ra ứng cử, nó không có thể áp dụng được cái vấn đề mà tùm lum tùm la tệ hại như cái kỳ kỳ này. Đây là điều là cái hiến pháp của Hoa Kỳ có cái hay ở chỗ đó, nên chúng ta không thể đá qua đá lại được như mà như chúng ta đã nghĩ đó là ý. Thì ngoài cái vấn đề đó thì quý vị thấy là xăng lên giá tháng July 7 người ta đi rất là nhiều, thì xăng lên giá bên tôi thì nó lên tới 45 xu một galon. Thì tôi nghĩ bên các anh phải như vậy, tức là một galon bên các anh phải trên $5 rồi, nên không, nó sẽ không chạy đâu. Tại vì hôm vừa rồi ở bên đó là 4 đồng 79 rồi, mà nếu mà chỉ lên 45 xu như tôi cũng phải trên $5 của các anh rồi. Nhưng mà cái tôi nghĩ là cái đó chỉ tạm thời thôi, và ai họ cũng than phiền rằng là tổng thống Biden cũng sử dụng dự trữ dầu dầu thô để mà làm giảm giá nhưng không ảnh hưởng. Nhưng với tôi thì tôi nghĩ khác, tại vì Đức với Mỹ cái dự trữ của họ đó không phải là chỉ có cái dầu thô mà để hiện tại nằm trong trong kho, mà dự trữ dầu thô của Mỹ đó nó nằm trong thời từ hồi tổng thống Roosevelt rồi, là bao nhiêu thầu dự trữ của trong 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 mỏ dầu của nước Mỹ họ đã muốn giữ rồi. Tuy nhiên bây giờ thì kỹ thuật nó cao hơn, nên cái nhắn nhủ của tổng thống Roosevelt, cố tổng thống Roosevelt nó không còn áp dụng được nữa, bởi vì trong cuộc tiến mà họ có thể bơm dầu bất cứ lúc nào, và cái kỹ thuật bây giờ họ áp dụng rất là nhanh chóng, rất là hữu hiệu, nên cái dầu dự trữ và trong trong kho bây giờ mà tổng thống Biden dùng chỉ là vấn đề chính trị thôi, chứ không phải là vấn đề mà sử dụng mức dầu của nước Mỹ. Tôi nhấn mạnh cho quý vị thấy nó như vậy, nên chúng ta không có điều gì đáng quan tâm lắm. Thêm vào đó nữa là cái sự hữu hiệu của kỹ thuật bây giờ như LED hoặc là xe hơi bây giờ chạy với lại cái số lượng xăng nhất nó tối thiểu, chưa kể là hybrid với lại một số công ty lớn đó, họ đã sử dụng xe điện nữa, thì cái sự sử dụng dầu của nước Mỹ nó hữu hiệu, nên cái sự tăng giá nó không có nhiều so sánh với những quốc gia khác ở trên thế giới này. Tôi thí dụ như quý vị ở Việt Nam thì chắc chắn là số dầu tăng giá trong nước nó nhiều hơn nước ngoài rất là nhiều. So với như Mỹ thì quý vị đừng có ngạc nhiên, bởi vì cái kỹ thuật của nước Mỹ nó thay đổi, nó làm ảnh hưởng cho đến đến vấn đề sự tiêu thụ của người Mỹ. Cái sự mà khó khăn của người dân Mỹ bây giờ như tôi trình bày đó, nó không phải vấn đề dầu thô thì tăng giá ít hay nhiều, nhưng mà vấn đề lạm phát. Lạm phát cũng như sáng nay đó thì sáng hôm qua chứ, ở thứ sáu đó thì cái vấn đề thất nghiệp gia tăng lên 4.1%. Thì chính như ra 1% như vậy đó thì Fed họ có lý do họ không có tăng từng đợt, không có giảm từng đợt, bởi vì cái sự phát tăng rồi thất nghiệp cũng tăng nữa, thì họ có cái quyền hoặc là giữ cái tiền lời bây giờ như vậy, hoặc là có thể tăng tiền lời nó là khác. Thì đây là cái vấn đề mà quý vị học về kinh tế, thì cái vấn đề mà lên sự kinh tế suy thoái nó xảy ra là như vậy. Nếu mà thất nghiệp và gia tăng hoặc là giá cả lạm phát gia tăng nữa thì Fed là cho là recession. Tuy nhiên cái sự dưới 5.50 cái điểm trung bình thì họ mới tuyên bố là recession, nhưng mà họ có lý do để không giảm tiền lời. Ok, thì đó là cái điểm chính của nước Mỹ tôi chia sẻ được cho quý vị. Ngoài vấn đề đó ra thì tôi chỉ gọi là cố vấn với cái lời lời gọi là chia sẻ với quý vị đó, là khi mà tối cao đã đưa ra rồi là chung kết thì chúng ta không nên bàn nhiều thì giờ nữa, và chúng ta nên học hỏi với nhau để chia sẻ cho nó khá hơn, để hiểu biết nhiều hơn. Chứ còn ngày ra mà cái việc cố chấp đó thì tôi nói cuồng Trump hay cuồng Biden tôi không quan tâm chuyện nó nhiều, tôi nói thẳng với quý vị như vậy, đừng có cuồng nữa. Chúng ta nói chuyện mà bây giờ quý vị có thể lý quý vị làm chuyện gì nó vậy,
Và với tôi đó, tôi khách quan mà nói là ảnh hưởng của người Mỹ gốc Việt chúng ta chưa có nhiều, cho đến khi chúng ta phải nắm những chức vụ lớn quan trọng của nước Mỹ trước cái đã, giống như quý vị trường hợp như đại tá Hồng Cao đó, hải quân đại tá Hồng Cao đó, cựu đại tá đó, họ sẽ ông sẽ ứng cử vào kỳ này thì tôi tin rằng là ông sẽ rất là lớn cao trong cái tỷ lệ rất là cao trong cái trong thượng nghị sĩ. Tôi phải nói, có thể nói là tôi tự tin mà nói là chúng ta sẽ có vị thượng nghị sĩ đầu tiên là người Mỹ gốc Việt ở nhiệm kỳ tới. Và cái sự mà vận động của ông ta thì tôi cũng không ngạc nhiên đó, là tiểu bang Virginia sẽ đổi từ xanh sang đỏ nữa, bởi vì cái năm đó, ông thống đốc tiểu bang đã là trở thành đại tổng thống Cộng hòa rồi. Mà lý do duy nhất ông mà ông thắng được là vấn đề giáo dục của tiểu bang đi xuống dốc, một cái tiểu bang mà gần nằm gành. Không gọi là đấy, tí gọi là trình 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 dục. Thì về cái tiểu bang mà nằm bên cạnh thủ đô đó, thường thường họ có cái điểm về giáo dục rất là cao, nhưng mà tiểu bang Virginia thì xuống xuống tệ hại, và đây là một lý do chính mà đốc đảng Cộng hòa đã thắng năm vừa rồi. Thì năm nay thì tương tự như vậy, tôi thấy cái buổi nói chuyện hào hùng hay là mạnh dạn của cựu đại tá Hùng Cao đó sẽ đưa ra đưa ông ta sẽ trở thành một vị thượng nghị sĩ đầu tiên của người Mỹ gốc Việt ở trong trong quốc hội và các đó là điều là cho nước Mỹ. Thì đó là mấy mấy cái điểm tôi thấy được trong nước Mỹ thôi. Còn đối với quốc tế đó thì tôi xin thưa với quý vị là có ba vấn đề chính, thực sự là bốn thì đúng rồi. Thì cái điều thứ nhất là quý vị thấy là Ba Tư đó, tức là Iran đó, họ có vị tổng thống mới sau khi ông tổng thống cũ đã bị chết, bị rơi tai nạn xuống máy bay chết, thì vì họ đã bầu lại lần thứ hai bầu lại và họ đã thắng đó, ông có tổng thống mới. Thì ông tổng mới này, tổng thống mới này tương đối họ nói là một vị tổng thống cấp tiến chứ không có bảo thủ, nhưng mà với tôi nhìn là trong trong một thời gian làm việc với lại khối Trung Đông đó, Hồi giáo đó, thì tôi chưa thấy cái sự vấn đề của bảo thủ với cấp tiến nó ta cách nhau như vậy lắm. Thì chính vì thế chúng ta chờ từ cái cách làm việc của vị cái tân tổng thống mới tại Ba Tư như thế nào, tức là Iran như thế nào. Mà như quý vị thấy lạm phát của ở bên 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 Ba Tư đó, nó rất là cao, rất là cao, với sự thua 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 Naso bây giờ tôi dám nói như vậy. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vị thứ tổng thống, tức là vị thủ tướng thứ hai mà bị thay thế đó, tức là Anh Quốc đảo Lao động, họ đã thắng, và chính về ông thủ tướng Ấn Độ nhà ta nó bị văng. Ok, thì cái sự hào hùng, cái sự thắng với một cái tỷ lệ rất là cao, tôi phải là rất là cao, 420 trên 650 phiếu, thì tôi thấy là rất là cao. Thì cái đó cái sự thay đổi mà ông thủ tướng cũ, tức thủ tướng Ấn Độ đó phải phải concede và phải chấp nhận cái chuyện thất bại của ông. Nhưng mà đối với tình hình nước Anh Quốc thì sẽ có nhiều sự thay đổi, nhưng mà đối với tình hình mà đề xuất war cho Iran á, thì tôi nghĩ là ông ta vẫn có sự lập trường rất là vững vàng, ông còn mạnh hơn cả 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 thủ tướng cũ, bảo thủ cũ ông Johnson ngày xưa nó là khác. Đây thì đây là cái tôi thấy là đó là cũng điểm tốt cho Ukraine. Ok, thì đó là hai cái điểm chính mình đã cái nước này. Còn cái nhưng mà chính vì thế đó thì tôi từ đây tôi cũng nói qua vấn đề cái thế yếu của Nga. Thì như tôi đã trình bày với quý vị đó là kể từ tháng 10 năm 2023 đó, thì Mỹ đang ngưng cho Ukraine với lý do là bị quốc hội bó tay ông trong cái số 61 tỷ. Tuy nhiên khi khi bó tay như vậy đó thì quý vị thấy là NATO hoặc là Âu Châu đó họ cũng ký một cái gói viện trợ 54 tỷ để cho Ukraine. Tuy nhiên họ cũng không có vũ khí để gửi qua cho Ukraine trong giai đoạn đó. Thì tôi phải khách quan mà nói rằng là những gì mà cựu Tổng thống Trump nói từ xưa đó là không được prepare cho cái chiến tranh, không có chuẩn bị cho chiến tranh. Mà cái đó không phải áp dụng gì cho cái khối NATO không, mà tôi phải nói thẳng là khó áp dụng cho cả Nga, Xô và Trung Quốc nữa.
họ không có chuẩn bị, lý do là họ thùng rỗng kêu to, họ nghĩ họ là super power của thế giới nên sẽ không có chiến tranh. Và đó là lý do tại sao cái sự tham nhũng hối lộ của những cái bộ trong cái chính quyền là họ bắt đầu tham nhũng tồi tệ. Và chính vì thế ngày quốc phòng của họ cũng không có chế được đạn mới, hay không có chế được súng đạn mới, vũ khí mới. Và đây là cái sự tệ hại nó gây ra cho Nga Xô, và đây là ông tệ hại nó đưa ra đến kết quả mà tôi phải, như tôi đã trình bày với quý vị, đó là Trung Quốc họ không dám đánh Đài Loan, bởi cũng là đó là một trong yếu tố bởi vì vũ khí họ không có. Okay. Thì nhưng mà cái chuyện chuyện nực cười nhất đó, là Nga Xô đó, họ trong khi mà Ukraine đã không có viện trợ từ tháng 10 năm 2023 đó, nhưng mà cái sự tiến bộ chiếm đóng để mà tấn công Ukraine của Nga Xô nó không được phát triển nhiều, không được tiến bộ nhiều, mà thậm chí mà tôi đã có thấy là trong vòng một tháng tới đây đó, hai thì Ukraine cũng có thể bị, họ có thể lấy lại hết tất cả, bởi vì những gì chiếm Nga đó họ đã chiếm đóng bây giờ, nhưng họ sẽ không giữ được, không giữ được tại vì lực lượng không có. Nó tương tự như hồi năm 2022 đó, khi họ đưa 200.000 quân vô trong Ukraine, họ nghĩ là trong vòng 72 tiếng đồng hồ họ sẽ lấy được Ukraine, nhưng mà bị Úc cắt tất cả những cái viện trợ, cái tiếp liệu vào những đoàn quân đi vô trước đó. Nên rồi từ đó bắt đầu họ đánh du kích, làm cho thiệt hại nặng nề cho Nga Xô. Thì bây giờ cũng tương khi mà cái quân đội của Ukraine họ ít hơn, thì họ đã lui binh làng mà Nga tiền thời cố gắng chiếm đóng đó, bởi vì họ bảo vệ, họ nói bảo vệ trong cái công dân Nga đó. Thì để cho những người lực lượng đó họ tiến sâu vào, và trong tương lai gần đây, tức là trong vòng 1-2 tuần nữa đó, thì họ lấy được vũ khí viện trợ rồi đó, thì bắt đầu họ sẽ tấn công. Mà khi họ tấn công thì tin tôi đi, Nga Xô sẽ không giữ được, bởi vì không có lực lượng để làm chuyện đó, họ tấn công bảo giữ không được. Nó giống như trường hợp thí dụ như là có rất nhiều người đi mua nhà được, nhưng mà giữ nhà không được. Cái quan trọng là chúng ta làm được nhưng mà giữ không được, thì đây là cái trường hợp của Nga sẽ xảy ra trong trong giai đoạn sắp tới. Ok. À, tuy nhiên Nga, tôi nghĩ ông Putin không biết được chuyện đó, nên ông ta sẽ tìm cách để đàm phán, và trong trong đàm phán ông muốn đứng thế thì ông muốn là phải nhường đất cho những trường hợp đó xảy ra. Nhưng mà tôi thấy đối với Ukraine là không bao giờ chấp nhận được chuyện đó hết, bởi vì ông Tổng thống Zelensky tốt rồi, ông thể mất một tấc đất nào nữa. Và đây là bằng chứng rất là hùng hồn đó, khi mà Crimea đó, cái bán đảo Crimea đó đã bị Nga lấy năm 2014, thì giờ này đây lực lượng Ukraine nó phá tan tành rồi, tan tành rồi. Ngày hôm qua thì cái cầu đi vô Ukraine mà được ông Tổng thống Putin xây đó, cầu dài đó, thì đã bị đóng cửa, thì giờ là không có cho nội bất xuất ngoại ngoại bất nhập, không cho chuyện đó nữa. Nhưng mà Ukraine nó phá cầu đó không, tôi xin thưa là không. Tại sao? Lý do thứ nhất là họ muốn giữ, bởi vì họ làm chủ động nếu mà Nga viện trợ cho Crimea bằng cái đường cầu đó thì họ sẽ phá. Nhưng mà họ trong giờ phút này Nga không dám sử dụng cái cầu đó để mà đưa hàng viện trợ vô cho Crimea, nên Crimea bị tan tành lên mà không có viện trợ vào. Chính vì thế đó Ukraine phải giữ cái cầu này để làm cái phương tiện cho họ tiến vào Crimea trong tương lai. Thì tôi nhìn tôi thấy rất là rõ ràng như vậy. Ok, thì cái điểm điểm thuận lợi vẫn là cho Ukraine, cho cả trên lục địa cũng như là bán đảo Crimea. Thì tôi thấy là nó rất là rõ ràng như vậy. Ok rồi. Còn tổng thống Biden thì xin lỗi, là tổng thống Putin đó, ông hăm dọa để ông muốn làm cái thế mạnh để đưa Ukraine vào cái bàn bàn hội nghị đàm phán, đưa cái lợi về Nga. Ông tổng thống Zelensky ông đó, thì mới đây nhất thì ông tổng thống Putin ông lại đổi ngược thế cơ. Ông bảo ông không thể nào đàm phán được với Ukraine bởi vì ông tổng thống Zelensky là vì tổng thống bất hợp pháp. Tổng thống ngoại bầu lên cái nhiệm kỳ ông chấm dứt rồi mà không bất hợp pháp. Nhưng với tôi thì người dân Ukraine, quốc hội Ukraine họ còn đó, nên cái vấn đề nếu bất hợp pháp thì họ đã có cái áp lực
để mà họ phải thay đổi cái vị tổng thống này. Nhưng tôi không thấy cái dấu hiệu thay đổi Zelensky, và hơn bao giờ hết họ cần ông Zelensky nhiều hơn. Chính vì vậy nên cái sự mà tổng thống Putin ông tuyên bố như vậy chẳng qua ông kiết hẹn thôi, trong bao nhiêu lần mà ông muốn móc nối, ngay cả thủ tướng của ông đi qua để nó móc nối trong vấn đề mà gọi là đàm phán này, làm cho lợi cho Nga thì cũng không thành công đó. Thì ông chỉ tuyên bố như vậy để cho ông cảm thấy rằng là ông có cái điểm, có cái view có lý để mà không có đàm phán với Ukraine sau khi thất bại trong những vấn đề, những cái màn màn gọi là muốn đàm phán. Okay. Thì đó là cái điều mà quan trọng. Đó, còn đối với tôi thì cái đó là vấn đề của Nga. Đối với Mỹ thì sao? Thì đối với Mỹ thì như tôi trình bày với quý vị đó là 2016 đó, Tổng thống Biden ông ấy không có ra ứng cử ra. Nhưng 2018 phải móc ông ra vì vấn đề cái tình hình thế giới nó thay đổi. À, chính trị của nước Mỹ, chính trị của thế giới nữa. À, xin lỗi, chính trị của Mỹ không phải thuần túy của nước Mỹ nữa mà là chính trị của thế giới. Chính như vậy khi ông cựu Tổng thống Trump ông ra Liên Hợp Quốc 2 lần năm 2017 và 2018 đó, ông quyết định đánh Trung Quốc đó, thì ông bị sự chống đối của Liên Hợp Châu. Và khi chống đối với Liên Hợp Châu như vậy đó, thì họ mới phải thay thế Tổng thống Trump bằng thay thế Biden. Nên cái sự dàn dịch của cái thời cái hòa dàn dần của cái cuộc bầu cử năm 2020 là như vậy. Mà tại sao tôi nói cái chuyện nó như vậy? Lý do rất là dễ hiểu, họ phải sử dụng Tổng thống Biden bởi vì cái chức phó tổng thống thì họ mới swap được cái vấn đề giữa cái sự nền kinh tế cũng như chính trị xã hội ngoại giao của Tổng thống Trump lúc đó quá tốt mà đưa vào Biden và dàn dựng những sự bạo động tùm lum tà la lên để làm cái chuyện đó. Thì bây giờ đây quý vị thấy chính trị nó đi ngược lại, và đó lý do tại sao quý vị thấy những cái gì mà lúc trước họ chửi yếu tố cáo không làm được cái gì hết, tôi không làm gì hết này kia đó, thì bây giờ họ lại mình tôi cả pháp luật. Vì thấy rất là rõ ràng cái chuyện nó như vậy. Ok, tại vì chúng ta không hiểu vấn đề thôi, chúng ta không hiểu vấn đề thôi, nên 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 chúng ta nghĩ nghĩ sai lệch đi rồi chúng ta cho là sai. Nhưng lập trường của tôi từ trước đến giờ đó, tôi nó vẫn nói rõ ràng bây giờ là tổng thống Biden lên mục đích chính là ông ta làm nước Mỹ tệ hại để thế giới nó loạn, và khi thế giới nó loạn rồi đây là đúng là lọt vào cái mưu của nước Mỹ, và đây là cái đúng là NATO hoặc là Liên minh Âu Châu họ sẽ nghiêng ngang nghiêng về Mỹ. Còn nếu không nó để tình trạng của Tổng thống Trump mà ông làm đánh tàu đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là Liên minh Âu Châu sẽ có Nga và Trung Quốc. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì Nga lúc đó là cung cấp dầu khí cho Liên Hợp, và Trung Quốc cung cấp hàng hóa cho Liên Hợp. Và ông hồi lúc đó đó cái nước Đức đó, là cái quốc gia mà đứng đầu khối Liên Hợp, và bà Merkel và có ảnh hưởng rất là lớn trong cái khối Liên Hợp Âu Châu đó đó, và bà ta là người tuyên bố rằng là sẽ không có chiến tranh lạnh bởi vì Nga với Trung Cộng cũng vì vấn đề thu lợi thôi chứ sẽ không có chiến tranh. Tuy nhiên sau khi mà Tổng thống Biden lên á thì Nga và Trung Quốc họ đổi thế cờ. Họ bảo trong thời kỳ của Tổng thống Biden mà nếu mà chúng ta không tìm cách mà xếp đặt lại thứ tự thế giới qua xã hội chủ nghĩa đó, thì chúng ta sẽ không làm được trong tương lai. Và đó là sao họ tin tưởng vào cái phổi bò, tức là cái sự thùng rỗng kêu to của họ đó. Sức mạnh của quân sự của Nga và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, nên họ đã hợp tác với nhau để làm chuyện đó. Tuy nhiên bây giờ thì ai đều gặp bế tắc. Bế tắc ở chỗ nào? Thứ nhất là vũ khí của họ không có, bởi vì khi họ tin rằng là họ mạnh nên họ nổ, họ oang oang lên, tức là sẽ thế giới sợ sẽ không có chiến tranh. Và chính vì thế giới sợ không có chiến tranh như vậy đó thì mấy ông nội bộ trưởng của hai chế độ này đó họ tham nhũng, họ tham nhũng nên vấn đề không có tu bổ hay là đóng góp cho cái sự tiến bộ của cái là kinh tế, để rồi bây giờ đây họ không có cái vũ khí nào hết để tấn công. Đây là điểm quan trọng mà chúng ta thấy rằng là cái sự nổ của họ, cái hí hố của họ đó, nó đưa ra vấn đề này xảy ra, giống như cái
gia đình mà quý vị thấy đi đâu cũng hiếu, bởi vì bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ này kia đó, nhưng mà hưởng trợ cấp của phe, hoặc là về già lãnh được 500 700, lãnh được vài ban ngàn như rất nhiều người khác. Hay hay là cái những cái trường hợp xảy ra là lái xe mới hoặc là kia, nhưng thực sự vẫn hưởng trợ cấp, thì đó là trường hợp của Nga so với Trung Quốc hiện tại bây giờ. Tương tự như vậy Trung Quốc cũng thế, họ là người họ nghĩ là nền kinh tế số 2 của thế giới đó, họ cũng, khi mà Mỹ ép họ đó, họ cũng không có muốn hợp tác với Mỹ nhiều lắm, và họ tìm thị trường mới. Nhưng mà những thị trường còn như Á Châu hoặc là Phi Châu hoặc là Trung Đông hoặc là Nam Mỹ chẳng hạn, những cái thị trường mà người dân á họ đủ sức có tiền để họ sống chứ không phải không, nhưng mà cái sống nó cho căn bản nhu yếu phẩm, chưa hồng có cái đồng tiền mà gọi là ra đồng tiền vào giống như nước Mỹ, Âu Châu, để rồi họ có thể tiêu bài tiêu xài bậy bạ trong những món hàng không cần thiết. Có nghĩa là họ tiêu xài món hàng gọi là họ thích, họ mua, chung là món nào cần. Còn khối, những khối dân bây giờ như tôi trình bày đó của Trung Đông hoặc là của Á Châu hoặc của Phi Châu, của Nam Mỹ, là những cái khối dân mà có tiền để sử dụng những món hàng cần thiết, chứ không phải là sử dụng món tiền vào những cái thứ họ muốn thích họ làm. Để khác nhau ở chỗ đó, và đó là lý do tại sao mà Trung Quốc họ không thể bành trướng được cái nền kinh tế của họ. Và cho đến giờ phút này thì khi mà hai quốc gia đã hợp tác với nhau đó thì họ gặp trở ngại rất là nặng nề trong vấn đề điều hành những cái hành chính, bởi vì cái xã hội họ bị hoảng loạn, bởi vì không có người dân sống khốn khổ, vì thế đồng rút của Nga đó người cứ về xuống tệ hại, xuống rất là tệ hại, coi như mất giá luôn. Và bây giờ đây thì còn nước còn tát, chính quyền Nga với bọn họ bây giờ họ họp cái buổi họp thượng hải mới đây đó, nó đưa ra cái vấn đề là phải dùng cái đồng đồng nhân nhân tệ của đồng rúp và đồng rúp của Nga với đồng nhân nhân tệ của Tàu để thay thế đồng đô la với đồng euro của Âu Châu. Thì tôi phải nói thẳng cái chuyện này không xảy ra được, và họ dùng chữ thôi, chứ thật sự ra là Liên hợp Âu Châu và Mỹ đó họ đã cúp không cho Nga và Trung Quốc sử dụng cái tiền đó trước đã. Khách quan ở chỗ đó, và người dân của hai quốc gia này đó bây giờ họ đang đi tìm cách đổi, để sử dụng cái đổi chợ đen, để sử dụng đồng đô la với đồng euro một cách khó khăn, bởi vì họ không tin tưởng vào cái đồng tiền của họ. Nó giống như Việt Nam, quý vị thấy đó là người dân bây giờ họ cũng sợ cái đồng tiền của Việt Nam, nên họ tìm cách cho đi mua giá chợ đen của cái đồng đô la, hoặc là họ mua vàng, chính vì giá vàng lên rất là cao. Thì quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra, ok. Còn ảnh hưởng của Mỹ đối với thế giới thì như thế nào? Thì tôi xin thưa, sau khi mà họ bắt đầu họ khám phá ra là Nga so với Trung Quốc đó, trong vấn đề quân sự không có cái gì nữa hết rồi đó, thì quý vị thấy là cái lực lượng NATO cũng như những lực quân sự khi mà Hoa Kỳ họ đã đưa ra, thì quý vị thấy là họ sẽ bành trướng. Họ bành trướng từ Âu Châu và qua tới Á Châu luôn. Nói chung là họ mạnh dạn để mà đưa ra vấn đề sự giúp đỡ bất cứ quốc gia nào bị hạ hiếp về bên này kia của Đảng Cộng sản hay là của xã hội chủ nghĩa. Nên nên bây giờ quý vị thấy là họ dạng họ đưa đến vấn đề gọi là expand, tức là gia tăng cái vấn đề hoạt động của họ, cái tầm hoạt động của họ. Và tôi không ngạc nhiên là NATO bây giờ cũng đi qua bên Á Châu của chúng ta. Đây là cái điều, nhưng mà cái điều quan trọng mà tôi phải nói thẳng đó là người Việt Nam chúng ta đó, chúng ta học được bài học lịch sử qua nhiều thời kỳ vừa rồi đó, không nên nghĩ lại, chúng ta phải đứng bằng đôi chân của chúng ta. Tôi nghĩ lại người chết miền Nam chúng ta, nghĩ lại chúng ta chết cộng sản Việt Nam á, nghĩ lại và tàu quý vị thấy sẽ ngáp, nó rõ ràng như vậy, bởi vì tàu sụp đổ là Việt Nam cũng tiêu. Đó tôi nói rằng một cái tàu sụp đổ không, tôi xin được sụp đổ. Rồi sau này đó khi vậy thấy là Nga sẽ sụp đổ với vấn đề quân sự và tàu sẽ sụp đổ về vấn đề kinh tế. Bây giờ quý vị thấy rất là rõ ràng cái chuyện nó đang từ từ diễn ra, mặc dù là cái chuyện nó chậm chạp, nhưng mà nó còn rõ ràng hơn là cái thời thập niên 1960
90 tôi đi làm việc ở quốc tế là tôi thấy là tại sao nó không sụp lúc đó. Một lý do không sụp lúc đó vì Liên Âu với lại Mỹ là hai cái khối đã giúp đỡ cho Trung Quốc để sống, và họ đã tài trợ trong vấn đề phát triển kinh tế. Họ hy vọng rằng cái phát triển kinh tế đó đó sẽ đổi được cái vấn đề tình hình chính trị của những quốc gia như Trung Quốc, nhưng mà họ đã sai. Họ đã sai bởi vì cái kế hoạch làm việc của những quốc gia chủ nghĩa đó, họ không sẵn sàng thay đổi một cái dễ dàng. Và bây giờ đây thì họ phải dùng cái mạnh mẽ hơn, là Luôn. Ừ, họ tìm cách là họ em biết đang làm gì đó. tập trung cho bên ngoài, cấm tất cả những công ty không được làm ăn với Tôi nghe nói là đó, là cái định mà tôi thấy rõ ràng như vậy. đây bạn bè tôi rất là muốn ông Đó, cái thế mạnh của khối tự do luôn nói chung, nghe chứ không phải của nước Mỹ. Nhưng nói mà nước Mỹ là họ dẫn đầu làm chuyện đó, đàng hoàng không. họ dẫn đầu làm chuyện đó, và tôi thấy được cái chuyện đó. Ok, rồi. Rất nhiều đồng Đấy suy là tình hình của thế giới và tình hình của nước Mỹ của chúng ta. ở Việt Nam tính nó mua tờ Thì tôi không chịu, tôi bảo là sau phải này đây đủ tôi muốn nói chuyện với quý ông vị về không vấn đề có xây dựng cộng đồng. Ok. nhìn ta nói là ông không có định làm tiền Tôi nói riêng riêng tâm độc bạn tôi thì cái tâm này. trước khi tôi qua vấn đề xây dựng cộng đồng, thì anh Nam có cần tôi nói thêm về gì về vấn đề thế giới và vấn đề tình hình chính trị và kinh tế Mỹ hay không? Đã. Gì cả chục nghìn. Hello Nam. Dạ, anh cứ nói tiếp bên lương. Dạ. Ok thì đó. Ok, như vậy sau khi vấn đề của tình hình thế giới và vấn đề nước, Đào bên mình không không có tiền rồi. thì tôi sẽ vấn đề xây dựng chia sẻ cộng đồng. Thì trong cái chia sẻ cộng đồng của tôi đó, thì hôm nay tôi phải nói thẳng Có với lúc trước tôi có đưa ra những vấn đề là, thứ nhất là người trẻ tuổi tuổi trẻ của chúng ta dùng chính, đi và người già chúng ta đừng nên cản trở dùng chính bằng những cách hoạt động của chính họ, cũng như là cha mẹ mà cản trở chính của họ. Và đằng sự thứ ba là tôi đưa ra là cái đảng phái của chúng ta đã không có ảnh hưởng, không có giá trị nhiều trong cái tuổi trẻ nữa, thì đừng có sử dụng cái tuổi trẻ để mà thụ động hay để chuyện để ảnh hưởng. Tại vì tưởng của chúng ta chỉ trong cái cộng đồng chúng ta thôi là được què, chúng ta phải dùng cái tuổi trẻ cho để ảnh hưởng với thế giới bằng cách là nhảy vô cái dòng chính. Thì hôm nay đây tuần thứ tư vừa rồi thì Houston cũng phỏng vấn tôi, họ nói tại sao bên bên Âu Châu đó cũng ảnh hưởng vào cái nước Mỹ này thế này thế kia đó, mà lại cái trong khi họ làm việc rất là bề rạc không có gì hết, mà tại sao họ ảnh hưởng thế này thế kia. Thì tôi bảo hôm nay đây tôi cũng sẽ sử dụng những yếu tố đó đó để tôi phân tích và chia sẻ với vị theo cái sự suy nghĩ của tôi. Ok, thì cái thứ nhất, tại sao tôi nói tôi trẻ trở về cực phải nhảy vòng chính, tại vì tôi nghe rất là nhiều mới đây một ông tiến sĩ ở Mỹ này về Việt Nam hiếu làm ăn, và tuyên bố rằng là bên Mỹ này đó Do Thái họ nắm hết tất cả, nó nói tất cả mọi chức vụ cao cấp của nước Mỹ, mà trong khi đó chúng làm gì đó, ngay cả ông ta nữa, ông bảo ông làm việc cho nước Mỹ trên 30 năm trong cái ngành ngân hàng, rồi bây giờ ông về Việt Nam ông làm việc. Thì đó là cái điều mà tôi thấy ông hiếu nhiều hơn là ông áp dụng. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì nếu mà ông ngân hàng rồi ông thật sự ông giỏi đó, thì ông được công ty hay là chính phủ hay là những chức vụ mà cao cấp đó là họ sẽ được chỉ định ông rồi. Điều chứng tỏ là ông cũng là không có đủ khả năng nhiều để mà được chỉ định cao cấp. Mà muốn được chỉ định chúng ta không phải dùng một cá nhân, mà chúng ta phải cả cái khối người. Và đó là do tại sao mà tôi muốn những tuổi trẻ nhảy vào vòng chính là vì vậy. Tại sao? Lý do đó, khi mà cái chúng ta nhảy vào vòng chính chúng ta làm việc đó, phải thiếu thật tôi nói là đây là nền kinh tế vĩ mô macroeconomic, chứ không phải là microeconomic. Chúng ta không phải là quốc gia tiểu thương, không phải là cái nền kinh tế mà tay làm hàm nhai, nhưng chúng ta là phải nhảy vào kinh tế vĩ mô để mà làm việc. Và khi chúng ta làm việc hữu hiệu như vậy đó, thì tôi phải nói thật là nước Mỹ họ không làm cho chúng ta nghèo, chủ trương của nước không làm cho chúng ta nghèo. Quý vị thấy đó, cái người dân đó, lương tối thiểu đó,
cũng được tăng lương quý vị mới đây nhất là từ 15 đồng đến 10, từ 10 đồng đến 15 đồng tối thiểu đó. Thì nếu mà chúng ta đứng bên ngoài mà chúng ta làm tiểu thương đó, người dân sẽ không đủ sức để mà được tăng lương nhiều như vậy, và cuối cùng chúng ta từ đi từ vấn đề mà kiếm tiền mặt đó, chúng ta sẽ sống bẩn hoàn ngoài thôi. Chúng ta chỉ khá hơn nước Việt Nam hay nước kia bởi vì chúng ta so sánh với Việt Nam rồi, còn so sánh với cộng đồng Mỹ, mình đang sống ở nước Mỹ là chúng ta ngay cả lợi tức về vấn đề tài tài chính đó, chúng ta sẽ thua người ta xa lắm. Bởi vì cái thua đó là gì, khi chúng ta lấy tiền mặt đã thấp rồi mà chúng ta không có cơ hội chúng ta đầu tư cái số tiền đó nữa thì làm sao chúng ta sinh sôi nảy nở được, và đây là cái vấn đề càng ngày chúng ta càng bần hàn càng nghèo đi. Thì chính ta nhảy vào dòng chính đó, thì cái sự cái trách nhiệm của chúng ta là cái điều quan trọng, cái khả năng chúng ta dư sức làm việc, là vì chúng ta cũng được đào tạo và chúng ta hấp thụ cái nền văn minh cũng như tại vùng của Hoa Kỳ thì chúng ta làm được cái chuyện đó chứ phải không, và chúng ta cạnh tranh được. Nhưng cái sự cạnh tranh đó là chỉ để giữ giữ việc làm thôi, giữ việc làm thôi, còn tiến thân là do khả năng của chúng ta, cái đầu óc sáng tạo của chúng ta và đồng thời cái trách nhiệm của chúng ta. Đây là điều quan trọng mà tôi chia sẻ để cho tuổi trẻ nhảy vô dòng chính được thành công. Đó. Điều mà tôi muốn nói rõ ràng đó là cái nền kỹ thuật của nước Mỹ nó tiến triển không ngừng, tiến triển không ngừng và nhanh chóng nữa là khác. Nếu chúng ta ngồi chúng ta tà tà thì chúng ta tà như vậy đó thì chúng ta sẽ bị sa thải. Và đây là trường hợp mà anh Nam trước đây đã nói tại sao mà cái trước kia chúng ta lợi tức của chúng ta rất là cao, nhưng bây giờ chúng ta xuống thấp. Lý là giờ giữa thập niên 80 đó, khi mà chúng tôi sau khi gọi là áp dụng cho những cái kế hoạch thay đổi của nước Mỹ rồi đó, thì chúng tôi có cái chương trình tu nghiệp rất là lớn. Mỗi tất cả những kỹ sư đi làm việc lúc đó đó, người Việt Nam mình rời Việt Nam sau năm 75 đó, đã qua đây đi học rất là đông và rất là thành tài. Nhưng mà vấn đề lê bách đó, tức là vấn đề tà tà đó, cứ nghĩ rằng là cái sau cái viện tu nghiệp đó rồi thì họ sẽ giữ mình chứ tại sao họ bỏ tiền ra để họ đào tạo mình cho nó phí tiền làm cái gì, nên chúng ta cứ tà tà. Và chính vì khi mà chúng ta tà tà, chúng ta thiếu cái trách nhiệm đó đó, chúng ta bị sa thải. Và đó là do sao cái thập niên 80, giữa thập niên 80 quý vị thấy đó, khối kỹ sư Việt Nam bị sa thải rất là nhiều, rất là nhiều. Những người như tôi là một trong số ít mà đã được vẫn còn được làm việc cho đến giờ phút chót đó, thì chẳng qua là vì chúng tôi chấp nhận cái trách nhiệm. Sau khi mỗi lần tu nghiệp chúng tôi đi theo cái vấn đề cái là kỹ thuật mới để chúng tôi làm việc. Đó thì đây là cái điều mà chúng ta phải nghĩ đến cái trách nhiệm để làm việc. Và nếu mà chúng ta ngồi một chỗ đó thì tôi nói thẳng chúng ta sẽ bị sa thải. Tại vì cái new technology, cái hệ thống hiện đại ấy, nó không thể nào nó update để cho chúng ta áp dụng được, thì chúng ta phải đi theo cái kiểu mới của nó để chúng ta thành công. Thì cái trách nhiệm của chúng ta, khả năng chúng ta đã có, mới khả năng chỉ để giữ việc thôi, nhưng mà cái trách nhiệm là cái chúng ta thành công tiến thân, thì đây là điều quan trọng mà tôi chia sẻ. Và chính vì cái trách nhiệm nó cao độ như vậy đó thì càng về lâu về dài chúng ta có cả ngàn người, chục ngàn người chuyên gia để thành công trên cái level cao như vậy đó, thì thế nào cũng có người được bổ nhiệm vào cái chức vụ cao cấp giống như Do Thái bây giờ thôi. Còn ngoài ra chúng ta không làm cái chuyện đó đó thì bây giờ chúng ta đi làm lấy tiền mặt thì ai mà recognize cái sự giỏi giang của chúng ta, ai là người mà định giá cái sự giỏi giang của cái cộng đồng chúng ta, cứ việc định giá với nhau trong cái cộng đồng thôi, vì đi đâu cũng khoe tôi tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, ông này ông kia thôi. Cái thật sự trong cái cộng đồng Mỹ đó chúng ta không làm được cái gì hết, đúng không? Tôi sử dụng mấy ông luật sư cũng vậy, thí dụ đi cái vị đa luật sư quý vị thuê mấy ông luật sư Việt Nam, mấy ông có đại diện cái vị trong cái tòa án hay không, hay là ông chỉ những ma cô quý dẫn dắt khách hàng dùm cho những ông luật sư của khác để làm thân chủ, mấy quý vị là thân chủ của những ông luật sư Mỹ chứ không phải luật sư Việt Nam. Đây là cái điều tôi chia sẻ cho quý vị thấy, luật sư Việt Nam chỉ chạy giấy tờ dùm cho họ thôi. Tương tự như vậy, quý vị đi làm lấy tiền mặt, rồi quý vị nói quý vị có tiền, quý vị mua xe mới, quý vị xe nhà mới, nhà cửa mới, đúng. Quý vị đi làm công ty lớn, công ty lớn ở Mỹ cũng làm được tương tự như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là cái chỗ là khi mà quý vị làm lớn
quý vị đầu tư được, quý vị lại giành được, không ai làm gì quý vị hết đó. Trong khi quý vị làm lấy tiền mặt như vậy, quý vị chỉ thương thua nhau trong cộng đồng thôi, chứ không thể nào mà hơn thua được trong cái cộng đồng của Mỹ. Cái người mà được đưa lên làm những chủ cao đó là những người đi làm việc với lại trong cái dòng chính, và họ được cân nhắc để đưa ra những chủ chức vụ khác, chức vụ này chức vụ kia, chứ không phải là anh cho anh giỏi là cái quyền của anh. Nhưng mà cái giỏi đó nó không được công nhận, và đó là lý do tại sao mà 50 năm qua đó chúng ta không có thành phần nào khá hết, nó rõ ràng như vậy. Hoặc là chúng ta khá trong là lũ gà què với nhau thôi, chúng ta không có khá được trong cái cộng đồng bạn, chúng ta không khá được trong cái xã hội Mỹ này. Rồi thì cái trọng tâm của chúng ta là làm lấy tiền mặt, chứ chúng ta không có làm để mà tiến thân. Thì khi mà chúng ta nhảy vào dòng chính đó, thì chúng ta vừa tiến thân và chúng ta vừa có tài sản lớn cách xù chứ không phải nhỏ đâu. Tôi khách quan vì là lớn chứ không có nhỏ, lý do là bởi vì cái đồng tiền của chúng ta đem ra đầu tư nữa, trong khi quý vị đi làm lấy tiền mặt đó, quý vị không có đầu tư được. Tệ hại nữa là gì, là chúng ta còn đi hưởng trợ cấp nữa, càng tệ hại nữa, vì trợ cấp là những người không có tài sản thì mới là hưởng trợ cấp. Rồi quý vị nhảy ra, quý vị làm ba chức cộng đồng này kia đó, rồi quý vị hối lộ ba chuyện lặt vặt giống như trường hợp của David Dương vừa rồi, thì tôi không vô chi tiết được, tôi không hiểu rõ. Nhưng mà quý vị tưởng tượng là David Dương có thể hối lộ cho một vài vị nào đó để mà là ảnh hưởng với chính phủ trong cái cộng đồng của mình, tôi đâu có biết được, nhưng có thể xảy ra, nó là như vậy. Ok, thì khi mà nhảy vào vòng chính đó thì quý vị có cái thi thố tài năng được. Tôi nói thí dụ, mỗi lần tôi gặp ông thống đốc tiểu bang, hoặc là tôi gặp ông commissioner của cái cao ty cái quận đó, tôi đưa cái thẻ visit của tôi nói tôi là đại diện cộng đồng Việt Nam tại khu là vực này này, mà tôi đưa cái thẻ visit của công ty tôi đó thì nó phải nể tôi. Tại sao nể tôi? Bởi vì tôi có giỏi, tôi có khá thì công ty nó mới giữ việc làm cho tôi. Đó là nó nhìn cái đó, nó nhìn cái chỗ là khá rất giỏi cho công ty, và nhờ vậy tôi ra làm phục vụ cho cộng đồng thì cái sự sự làm việc nó hữu hiệu, và họ sẵn sàng vào hợp tác. Tại sao họ hợp tác? Bởi vì nếu tôi làm, họ không cần nói chuyện tôi đâu, họ nói chuyện với sếp của tôi, để biết họ biết tôi là công ty này rồi, họ sẽ nói chuyện sếp của tôi để mà trừng trị tôi. Đó là cái điều mà quan trọng, cái sự hữu hiệu của chúng ta khi mà quý vị là những người rằng tôi là bác sĩ, tôi là tiến sĩ, tôi là kỹ sư gì mà quý vị không có bằng chứng rõ ràng đó, không có làm việc cho công ty rõ ràng đó, không có, họ không trọng quý vị. Tôi dám nói như vậy, nó trọng quý vị nếu mà quý vị có kết quả thực sự. Tôi thí dụ quý vị thực sự ra làm như vậy đó, thì quý đưa đến cái kết quả thì làm cho cộng đồng được cái gì. Còn người chứ ngồi đó quý vị chờ tiền nó đến để quý vị chấm mút à? Không có đâu. Và đó là trường hợp đó, trường hối lộ, trường hợp tham nhũng đó. Tôi nói cặn đi quý vị thấy như vậy. Nhưng mà tuổi trẻ họ ra họ làm, khi họ nhảy vô dòng chính rồi, họ cầm họ làm vừa cho công ty, họ ra họ giúp đỡ cho cộng đồng. Quý vị thấy sự thành công lớn. Đó là trường hợp của tôi và một số chuyên gia mà quý vị thấy họ thành công được là vì vậy. Như trường hợp của tôi thì Florida chẳng hạn. Tôi đã trình bày với quý vị thấy đó. Khi mà ông trưởng nói Orlando Beautiful đó, thì tôi đưa ra cái project là đi sơn nhà cho người nghèo. Thì khi tôi là đưa ra như vậy, công ty nó ok lên, vì nó đưa cái nổi tiếng cho AT&T trong cái vùng này, quảng cáo cho AT&T. Thêm vào đó khi tôi ra gặp Home Depot nó cho lọ đồ luôn, tại vì nó cũng muốn có cái tên của nó nổi tiếng. Và khi mà làm được đó, ông thị trưởng cũng là người mà kêu mấy đài truyền hình đến quảng cáo cho tụi tôi nữa. Và tụi tôi thành công ở chỗ đó. Còn chúng ta mà nằm trong cái cộng đồng chúng ta làm, chúng ta không làm được cái gì hết. Tôi nói thẳng quý vị như vậy. Chúng ta lên, nhưng mà cái lên đó, rồi quý vị tự bị cái cộng đồng kéo quý vị xuống. Tại vì những cái chức vụ quý vị trong chính phủ mình có được đó, không làm lợi cho cái cộng đồng đó, thì bị người ta kéo xuống để bầu người khác. Mà trong lúc kéo xuống như vậy đó, thì tôi phải khách quan mà nói, có những người ứng cử viên của những cộng đồng bạn, họ sẽ có cơ hội lên nhiều hơn. Và khi họ lên như vậy đó, được cái cộng đồng họ đẩy lên rất là cao. Tôi nói thí dụ như trường ở Hồi giáo đó, khi mà ông Obama ông đưa cho 82.000 người, còn mình nó sông ta thôi. Mà cái bà Omi đó, Obama đó, bà có 2 nhiệm kỳ trong quốc hội rồi. Bà là một trong 4 người mà để phá đám mấy quốc hội đảng Dân Chủ. Dữ dội như vậy. Tại sao làm được như vậy? Tại vì họ đẩy nhau lên. Họ đẩy nhau lên. Còn mình thì kệ, có lợi mình kéo xuống.
mình thấy mình không có châm mút được, mình kéo nó xuống, muốn những người ra ứng cử để xin phân xin này kia để cho làm cho cái sự gọi là thu lợi rồi để mà có châm mút, và đó rồi nếu là họ làm được thì kéo họ xuống, cái đó là sai, trong khi những cộng đồng bạn họ đẩy nhau lên, họ đẩy nhau lên từ chức vụ này lên chức vụ cao hơn cao hơn cao hơn. Đó, xem tình ở trong cái công ty cũng vậy, mình phải giỏi trước, mà trong cái giỏi trước đó thì cái sự mà mình nhìn nhận của những vị sếp đó, họ thấy được, tại sao thấy được, lý do họ thấy được bởi vì cái nước này cần người tài, mà quý vị có tài đó thì họ phải đưa quý vị lên để làm gì, để phục vụ cho đất nước này, và quý vị cần người tài, quý vị xin đi họ cho đi, họ không có giữ được quý vị. Tại sao không giữ được quý vị? Tại vì quý vị sẽ phục vụ được nhiều hơn, cho đến khi quý vị phục vụ không được mà mình cố cứ chấp quý vị xin đi nữa thì họ đủ trong cái chức vụ cao đó. Thì đây là nước Mỹ nó quan trọng ở chỗ đó, quý vị là chủ động, những người dấn thân trong cái dòng chính phải chủ động chuyện đó. Đó là trường hợp cá nhân của tôi làm được chuyện đó. Thì tôi đi thấy tôi đã nói rõ với quý vị là tôi đi từ General Motors, AT&T của IBM và từ những chức vụ group khác. Tôi nói thí dụ như 2001 khi tôi vô IBM đó, tôi không nói chuyện xưa. Thì IBM bán cái lúc mà tôi trực nghiệm ở bên laptop, desktop, PC thì nó bán cái đó cho tao. Tôi như tôi mất job, đúng không? Tôi mất job, tại vì cái group của tôi mà. Nhưng mà khi, nhưng mà trong là đưa tôi qua GTS, nó hỏi tôi đi GTS, tôi đi liền. GTS là Global Technology Services, đi vấn đề lớn hơn. Đó, thì tôi đưa qua GTS, qua bên tôi nóng GTS. Rồi GTS nhờ GTS, tôi đi từ nước Mỹ qua đến quốc tế rồi trở lại. Thì tôi lại có cái chức năng của tôi nó cao hơn mấy người của những cái trong cái division đó. Nó lại đề cử tốt đó. Thì đây là những cái thí dụ mà tôi chia sẻ để quý vị thấy cái trách nhiệm của chúng ta, cái khả năng của chúng ta là phải có, phải làm được việc rồi. Bởi vì không làm được việc là quý vị mất job. Thì chúng ta phải có khả năng, ai cũng có khả năng hết, nhưng mà để giữ việc làm là có khả năng, nhưng để tiến thân đó, thì là phải có trách nhiệm rất là cao. Tôi sẵn sàng đi qua Ấn Độ, tôi nhận những cái group của Ấn Độ, của Nam Mỹ mà những ông giám đốc khác họ không nhận, tôi nhận, tại vì lý do tôi nói tôi có background về international, đó là cái ví dụ để quý vị như vậy. Thì đó là cái vấn đề dòng chính mà chúng ta khi tiến thân được như vậy đó thì chúng ta giúp cộng đồng rất là lớn, rất là lớn quý vị. Đó là được nhất. Trong vấn đề thứ hai mà tôi chia sẻ với quý vị nữa là chúng cha mẹ chúng ta đó, chúng ta muốn con cái chúng ta ở gần chúng ta để làm gì, để nhờ vả, để mà hí hố con tôi làm này làm kia, nhưng mà chúng ta quên rằng là chúng ta lùi bước cái đứa con của chúng ta, nên chúng ta phải giúp đỡ cho chúng ta nó lên và có đi bất cứ nước nào. Chúng ta phải nghĩ là cái nước Mỹ là nước an toàn nhất trên thế giới, ngay cả tôi đưa mấy người đi vô làm sao chẳng hạn, đi qua đi lạc và làm cho những tòa đại sứ Mỹ ở khắp trăm mấy chục quốc gia sứ Mỹ, là có người nó nhận liền, tại vì trăm mấy chục quốc gia là có tòa đại sứ Mỹ nên họ nhận rất là nhanh, gần trong rất nhanh. Nó quý vị vô trong đó quý vị học tập, quý vị học hỏi thêm, mà quý vị đã làm cho tòa đại sứ đó, quý vị xin đi học, đặc biệt học tầm thụ online cũng vậy, thạc sĩ là chẳng hạn, là nó rất là dễ để người ta nhận được quý vị. Phải nhận mình đã làm cho tòa đại sứ quý vị nhận được cái chuyện đó, nó mới mốt ra là quý vị có kinh nghiệm của tòa đại sứ, có bằng cấp cao, nó là quý vị sẽ có phụ lớn thôi. Đó là cái điều rõ ràng như vậy, tôi chia sẻ để quý vị thấy như vậy. Thì đây là những cái điều mà chúng ta nhảy vô dòng chính để chúng ta tạo cái khả năng được, chúng ta được sự công nhận bởi cái nước Mỹ này hoặc là những công ty lớn của nước Mỹ này, và từ đó đó là chúng ta sử dụng cái khả năng của chúng ta, sử dụng cái credential của chúng ta, cái chức vụ của chúng ta để chúng ta phục vụ cộng đồng này rất là hữu hiệu. Đây là cái điều mà tôi phân tích để quý vị thấy, và lúc đó đó chúng ta sẽ cạnh tranh để những người bạn đó, đó là những người Do Thái mà quý vị đang ca tụng vào bây giờ. Tại vì sao? Chúng ta đủ cái credential, đủ cái khả năng để cho cạnh tranh người ta để lên những cái chức vụ đó. Điều tôi chia đều rõ như vậy. Ok. Rồi. Anh đồng ý Dạ không? cảm ơn anh. Dạ. Đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề khi vào thứ tư vừa rồi thì ở bên Houston họ phỏng vấn tôi, họ tại sao bên mấy ông chức sắc ở bên Cali, bên bên châu đó là những người mà cứ đả kích bên Mỹ này tùm lum tà lá, mà tôi bảo cái lý do là tại vì các anh nghe thôi,
cái nghe thôi, cho tôi đi bên đó tôi biết cái khả năng của tôi đã nói chuyện với một group rất là lớn ở bên 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 Âu Châu. Họ là những người thuộc về luật sư và đại sứ cho cái chế độ miền Nam mình đang đời xưa ở cũ ở bên họ ở bên Âu Châu. Và tôi nói thẳng họ đó, quý vị sống với cái sự cái hành động gọi là với cái kết quả lê bách của nước Việt Nam, ăn trên ngồi trước, quý vị đem cái vấn đề cái chúng ta có cái thái độ chúng nó rất là quan trọng. Rồi quý vị nhảy qua bên Mỹ này, bên bên Âu Châu đó, quý vị nằm trong cái gọi là cái tổ chức hay là một cái sự organization của một cái vấn đề xã hội học của xã hội, chứ không phải là vấn đề cấp tiến hoặc là dân chủ tự do giống như nước Mỹ. Nên họ hài lòng với chuyện họ có, họ hài lòng như nó có, chưa kể vấn đề những người đem ra nó đem tiền số tiền nào đó ra nước ngoài, họ mua này mua kia, họ sống tà đà. Thì những cái chuyện đó đó là những cái chuyện mà không phải là thành công, mà họ mở miệng họ nói ra tại vì họ sử dụng cái thái độ của họ, họ dùng cái chức năng của họ xưa để làm ảnh hưởng chúng ta thôi. Mà trong khi chúng ta là quốc gia gọi là gọi là tiến bộ, quốc gia vấn đề tư bản, mà chúng ta cứ theo cái đó thì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta thất bại, tôi nói thẳng quý vị như vậy, chúng ta thất bại. Tại sao tôi nói như vậy? Một cái thí dụ mà tôi nói cho quý vị đấy này, tại sao ông tàu người ta ông không có bán được hàng hóa cho những quốc gia khác, ông bán được cho Mỹ rất là nhiều? Tại vì người Mỹ đó họ mua gì họ thích, chưa chắc họ mua gì họ cần, họ đọc họ bạc họ ô cái này có thấy là lạ họ mua về coi gì coi xong có thể 1-2 tiếng đồng hồ nó ném đi. Đồ chơi quý vị mua cho con cháu cái cũng vậy đó, cái mua trong vòng 3-4 ngày 1 tuần nó ném đi rác. Quý vị thấy rất là rõ ràng tại sao nó làm được như vậy, tại vì dân Mỹ họ có thêm tiền. Tôi nói thí dụ như bây giờ như tôi trình bày với quý vị đó, với điều kiện kinh tế bình thường dân Mỹ họ có 62% là có đồng nào xài đồng đấy, nó xài không có để dư đó, có đồng nào xài đồng đấy. Tuy nhiên khi mà họ mua họ mắc nợ thì họ có thể đi làm một công ty một cái job nữa bán thời gian để mà lấy tiền mà trả nợ được như thường. Đó là nước Mỹ trong tình trạng bình thường, nhưng mà mấy nước khác không có chuyện đó, cái job chính của họ đã không có rồi, đừng nói cái job 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 bán thời gian để làm thêm. Tôi đi rất nhiều quốc gia, tôi Trung Đông là cái gì, châu là cái gì, là Nam Mỹ cũng vậy đó. Tôi nói thật quý vị, như ngay cả bên bên, bên Âu Châu cũng vậy, quý vị không có công ăn việc làm tìm dễ dàng như nước Mỹ như chúng ta đâu. Và đó là sao mà người dân họ không có tiền dư thừa để mà họ tiêu xài bậy bạ giống như nước Mỹ này xài, mà cái sự sử dụng đồng tiền đó đó chúng ta sử dụng vô tội vạ, mà cái tiền vô tội vạ đó đó so sánh với Việt Nam hay so sánh với quốc gia Trung Quốc là Trung Đông đó, Hello. rất là có giá trị, rất là có trị quý vị. Và đó là lý do sao cái giá trị lớn lao như vậy đó mà chúng ta biết sử dụng đó thì cái đồng tiền nó lớn lao dễ sợ lắm, lớn lao dễ sợ lắm. Tôi thí dụ như kỳ vừa ông thấy cái vị thấy ông Võ Văn Thưởng đấy, ông bị cách chức bởi vì hối lộ 70 tỷ đúng không? 70 tỷ đó là Việt Nam, nhưng 70 tỷ Việt Nam thì nếu so sánh bên này tôi nghĩ khoảng 2 triệu đô la là đúng không, dưới 2 triệu đô la. Thì nhưng mà nếu quý vị đi làm cái dòng chính đó thì tôi phải khách quan là những vị chuyên gia đó, tôi nhìn đó, tôi thấy quý vị làm việc đều chăm chỉ làm ăn đó thì cái dòng chính là chuyện nhỏ. Tôi nói thật quý vị, chuyện nhỏ. Tại sao như vậy? Tại vì dòng chính quý vị có thể mở cửa này sẽ được lên giá này, quý vị đầu tư này cái lên giá nó là hai này, lương quý vị được tăng được ba này, rồi từ cái điều đặn đó quý vị có cái sự đầu tư thì có sự gọi là những cái cơ hội quan đến về để kiếm tiền nó sẽ có rất là nhiều đó. Thì giống như tôi thí dụ như chỗ ngáp phải rồi như Nvidia một cái thí, nó tôi ôn Nvidia, cái Nvidia lên cao như thế nào, hoặc là Apple đó, chỗ ngáp phải rồi tôi mua Apple lúc 5 đồng rồi. Giờ này bên VNMX mấy trăm nó split mấy lần rồi. Amazon là cái thí dụ như vậy, thì ngoài vấn đề mà tôi đời để dành mình gọi là stable đó, là để dành bình thường là hàng năm lợt dài hạn đó, trong cái mua cho phần của công ty đó, nó khỏi có những cái số mua cho phần này. Tôi có sử dụng một số 50% cái tiền lương của tôi để mà mất đi không có ảnh hưởng gì, tôi chung với những cái vấn đề mà theo dõi vấn đề độ độ nguy hiểm cao, nhưng mà cái cơ hội nó rất là lớn đó. Thì tự nhiên mình thành công rất là nhiều. Thì khi mà quy định hưởng trợ cấp không có bị giới hạn bởi vấn đề hưởng trợ cấp thì chúng ta sẽ có được những cái cơ hội lớn lao như vậy mà quý vị không thể ngờ được.
Và đây là lý do chính tôi kêu gọi tất cả phải nhường vòng chính là vì như vậy. Và chính vì khi có tiền được rồi đó, có tài sản được rồi, có thực với vực được đạo rồi đó, thì khi bị nhảy ra làm ông này ông kia trong cái cộng đồng, thì trong cái cộng đồng như tôi đã trình bày với quý vị đó, với chức vụ của dưới tiểu bang là đa số, nhất là county commissioner vẫn có tiền, nhưng mà nhất là thị trường nữa đó, họ không có lương, nghị viên không có lương. Trong số tiểu bang tôi nói chỉ có San Jose có anh có lương, chứ mấy chỗ khác không có lương. Tôi dám nói cái việc lý do là cái San Jose các anh may mắn đó, là có được cái tiền đóng thuế nhiều quá của Silicon Valley, nên là họ dư dả được cho nghị viên cho. Thì còn mấy đa số người đi trên tất cả nước Mỹ, mấy người không có lương, mấy người đó là những người thành công của cái cộng đồng, thành công trong cái công ty tại địa phương đó, bây giờ đứng ra họ phục. Tôi thí dụ như 6 năm họ IBM đưa tôi lên trên San Luis, thì tôi đứng ra tôi tổ chức để mà lo vấn đề Olympic cho người dân, cho nó sự chơi vào tháng 7, hoặc là tôi nhảy vô Food Bank để tôi làm việc với lại Food Bank, để từ đó để tôi đưa ra những cái kế hoạch này kế hoạch kia, thì từ đó tự nhiên cái tên tụi mình nó cũng được gắn liền với lại những cái hành động mà mình làm ở trên đó nó tốt như vậy. Mà khi mà quý vị đứng được trong công ty lớn đó, quý vị ra vì làm á, thì cái sự mà nổi bật của quý vị nó nhanh lắm. Còn quý vị ở bên ngoài biết quý vị là ai, nó chẳng quan tâm đến quý vị nhiều. Thì đây là những cái điểm mà quý vị nhảy vô chính quý sử dụng được rất là nhiều trong cái sự lợi dụng đó. Bên Âu Châu họ không làm được cái chuyện đó. Họ ngồi họ có sự giai cấp, group nào có group đó, họ không có cơ hội giống như chúng ta bên này. Bên này lý do tại vì chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn, và đó là do chúng ta có sự gọi là nới rộng nhiều hơn, và chúng ta không có sự gọi là phân biệt chia rẽ nhiều hơn. Tôi nói thí dụ như quý vị thấy những hình ảnh của những ông như Bill Gates chẳng hạn, ông có mặc cái quần jean cũng mặc cái áo sơ mi ra cũng đứng ra đứng xếp hàng mua hamburger, đúng không? Quý vị thấy như ông thống đốc tiểu bang cũng vậy, như ông David chẳng hạn, ông cũng đi chơi, ông cũng đeo cái túi ông đi tà tà, không cần ai phải lo cho ông hết, đúng không? Nhưng mà quý vị có cái sự trịnh trọng nó xảy ra, những cái chức vụ đời xưa của những ông tôi là làm thừa cho làm cho tòa đại sứ này, để đến khi tôi luật sư này kia. Nhưng mà tôi nói thật quý vị, chúng ta nhận xét rõ ràng giùm tôi, những cái chức vụ cũ của những quốc gia của cái thời thời xưa đó nó không có giá trị. Cái giá trị tôi nói là mà anh không làm được việc gì hết, anh là ta què, anh chỉ còn cái title cho nó vui thôi, tại sao phải trọng cái chuyện đó? Chúng ta trọng cái tuổi tác thì ok, nhưng mà cái chức vụ được nữa mà chúng ta phải dấn thân bằng cái khả năng thực sự của chúng ta để chúng ta làm việc. Đây là cái điều tôi phải nhìn. Chứ tôi nhìn tôi thấy ví dụ như ông tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng nhận này, nếu mà tôi thực sự mà ông tôi có bằng tiến sĩ ngay từ Việt Nam thì tôi qua Mỹ chắc là tôi làm được nhiều chuyện lắm. Tại vì tôi phải thi thố cái khả năng tiến sĩ của tôi để tôi đưa những cái resource, tôi đưa ra những cái chuyện của nước Việt Nam, đặc biệt là ông ta là cái người gọi là trong cái vấn đề tổng trưởng kế hoạch, thì tại sao ông phải đưa phân tách cho người Mỹ biết là kế hoạch chúng ta bị fail, thế sai thế này thế kia, lại ông ngụy biện cho cái ông đồng ý đó. Tôi không đồng ý 100%, tại vì chúng ta đã sai thì chúng ta không ngụy biện thế nào mà đúng được. Đó là cái điều mà chúng ta cần để chúng ta thấy. Thì nếu mà tôi nói miền Nam mình thắng chưa chắc tôi được 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 sung sướng, nhưng mà miền Nam chúng ta thất bại thì qua đây từ nước Mỹ nó có cơ hội, một cơ hội chúng ta cần phải áp, chúng ta phải lợi dụng cái cơ hội đó, chúng ta tin chúng ta thành trung tâm. Còn mấy quốc gia khác họ không có những cơ hội đó, tại sao chúng ta phải học hỏi mấy cái chuyện đó để rồi chúng ta mang cái chuyện Hãy học chúng ta lòe, chúng ta đi 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 ảnh hưởng cái cộng đồng chúng ta tại nước này, bởi vì ba cái title rởm của mấy ông kỹ sư, ông luật sư, ông tiến sĩ, ông luật gia, ông đại diện đại sứ này đại sứ kia của nó vô ích, nó không có khả năng, nó không đủ khả năng, nó không lỗi thời, không áp dụng cho đất nước này. Và tôi lên trên sân rồi tôi nói chuyện tại sao cái quân lực chúng ta oai hùng mà chúng ta lại mất nước. Tôi nói thẳng nó cái sau khi giải thích xong tôi nói thẳng nó đó, chúng ta oai hùng trong cái đơn vị của chúng ta thôi, từ đại tá xuống mà đi chỉ huy chiến trường đó chúng ta rất là oai hùng, nhưng mà trong cái quyết định về quốc gia khả năng chúng ta không có. Ông Thiệu và ông không xứng đáng để xách dép cho Zelensky, tôi chỉ thẳng như vậy, tôi nói thẳng mà. Bằng chứng là anh ghi rõ ràng không, cái năm bảy mùa hè năm mùa đông năm 72 đó,
Mỹ nó rủi bom nát bấy miền Bắc hết rồi, mà chúng ta không lợi dụng cái đó để đưa hải lục không quân, đưa thủy quân lục chiến dù huy động quân lực lượng đặc biệt sư đoàn này rồi ra tiếp thu miền Bắc. Chúng ta tiếp thu miền Bắc đó thì làm tiếng giải phóng, giải 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 thoát được cho cả 2.000 tù binh của pilot của Mỹ để tù, và chúng ta giải thoát được cái cộng đồng, cái nước miền Bắc. Và mới cách đây khoảng vài năm tôi ở suối Nam Cali đó, tôi nói chuyện với một ông đại tá của cộng sản đó, ông nói thẳng chúng ta là sao biết không, chúng em chờ miền Bắc miền Nam ra để tiếp thu. Lúc đó chúng em ngoài Bắc ra chỉ có 3 người lính mới có 1 cây súng thôi, chứ không có, không còn lực lượng gì hết, mà không làm được cái chuyện đó. Để rồi 1 tháng sau, tức là 27 tháng Giêng năm 1973, Mỹ nó phải ký và chúng ta mất nước. Mà cái đó là lãnh đạo của chúng ta không có khả năng. Và đó tôi lặp lại đó, chính như vậy tôi nói thẳng với lại cái số người mà nghe tôi ở trên San Luis kỳ vừa rồi đó, 19 tháng 6 vừa rồi, tôi nói đơn vị cá nhân chiến đấu của chúng ta rất là oai hùng, và chúng ta dùng cái oai hùng đó chúng ta khen chúng ta và chúng ta hãnh diện, đúng. Nhưng mà lãnh đạo không làm được chuyện đó, lãnh đạo của chúng ta là một lũ hèn. Bằng chứng ngay cả ông Thiệu đó, ông đọc diễn văn là ông ở lại ông chiến đấu cùng anh em ngày 22 tháng 4 năm 75 rồi ông bỏ ông đi. Và ông Nguyễn Cao Kỳ cũng vậy, phó tổng thống đó, ngày 28 tháng 4 năm 75 ông đọc diễn văn tại Tân Sa Châu đó, cũng kêu gọi chiến đấu rồi cũng bay qua Midway hàng không của ông đi. Trong khi đó quý vị thấy ông Zelensky đó, Mỹ không có offer cho người ta là viện trợ như thế nào, mà ngược lại hơn, người ta là sẽ đưa người ta đi ngoài an toàn, bất cứ quốc gia nào sinh sống an toàn. Mà ông ta chỉ cần nói câu tôi chết với đất nước của tôi chiến đấu ở đất nào không có viện trợ tôi cũng đánh. Quý vị thấy về Mỹ đổ vào hàng trăm tỷ đô la, và liên ở Âu Châu có cả hàng trăm tỷ đô la để mà đánh. Và bây giờ quý vị thấy một quốc gia kinh quân sự nó lớn gần số 2 của thế giới là Nga Xô đó, đi đánh một quốc gia nhỏ bé như 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 Ukraine đánh không nổi. Thì quý vị thấy là cái tinh thần và cái sự mãnh dũng của Ukraine như thế nào, và do cái sự leadership từ lãnh đạo của ông Tổng thống Zelensky. Chúng ta phải thấy chuyện nó như vậy, và đó là lý do tại sao tôi mạnh dạn mà nói với quý vị không có do dự, là vì cái lãnh đạo của chúng ta phải quan trọng lắm. Và cái lãnh đạo đó đó, chúng ta đang ở nước Mỹ này đó, mà chúng ta không biết học đến cái sự lỗi lãnh đạo, học được cái sự quản lý, cũng như học cái tất cả những cái sự gọi là tinh hoa của cái nước Mỹ này, mà chỉ trong vòng 300 năm đó, họ sẽ trở thành một cái cường quốc siêu cường trên thế giới đó. Thì tôi không hiểu là chúng ta học ở đâu để thành công được nữa. Thì đây là cái tâm huyết mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó, chúng ta hãy học nhau ở tại nước Mỹ này, đừng có ngồi đó mà đi học ba cái chuyện gọi là luẩn quẩn cái chuyện đời xưa, những cái dĩ vãng bê bối, dĩ vãng tệ hại ở bên những cái bên Âu Châu thế này thế kia. Cái đó lỗi thời hết rồi. Tôi đã chửi trên này, tôi đã nói thẳng họ mất những cái câu rất là rõ ràng đó, về ôm đít vợ đi, chứ đừng có lên mà lên diễn đàn chuyện kia nữa. Mà ngay cả ôm đít vợ của quý vị chưa làm hài lòng vợ quý vị nữa là khác, cái đừng có đi đi một khuyến khích bên làm lên chuyện này với chuyện người kia. Đây là điều tâm huyết tôi nói thẳng cho quý vị đấy. Bây giờ tôi nói thật quý vị đấy, tôi không bao giờ ném đá dấu tay, tôi là người nói thẳng với quý vị rõ ràng. Và bởi vì sao, có sao tôi nói vậy, và tôi lấy cái kinh nghiệm của tôi trong thời gian làm việc với lại nước Mỹ, và tôi thấy được chuyện đó. Và tôi muốn tất cả những đàn em của chúng ta, những người đã có hấp thụ cái nền tinh hoa, cái nền giáo dục của nước Mỹ, hãy dấn thân, hãy làm cái chuyện đó. Bởi vì 100 người thế nào chúng ta cũng được vài ba người để mà đứng trên cái tầng cấp, để rồi chúng ta lead cái nước Mỹ này, và đồng thời chúng ta đại diện cái cộng đồng của chúng ta để cạnh tranh với những người giỏi giang của những cộng đồng bạn, để nắm những chủ quan trọng, và lúc đó chúng ta mới thành công được. Bởi vì cộng đồng chúng ta không đặt cho chúng ta vào những chức vụ nổi tiếng của nước Mỹ, giống như đời xưa mà đảng phái tôn giáo đặt mấy ông nội lãnh đạo đó vô với những cái chức vụ của chính phủ, để rồi xong là không có khả năng, chúng ta bị mất nước. Còn nước Mỹ này chúng ta cạnh tranh với người Mỹ để chúng ta thành công, thì chúng ta phải là những người giỏi, đảng phái cộng đồng của chúng ta không giúp chúng ta làm được cái chuyện đó, chính chúng ta phải chủ động để rồi chúng ta thành công
trong cái đất nước này. Chúng ta không nên học hỏi của những người như bên xã hội. Cái vấn đề tôi phải không nói là họ là những người lê bách, nhưng mà họ là người bị hại, người quá tệ hại. Tại vì sao? Ngay cả quý vị nhìn thấy trên Âu Châu không? Chúng ta đây qua đây từ 75 đến giờ chúng thấy là những cái gì phát minh của Mỹ thì để áp dụng cho thế giới thôi, chứ những quốc gia khác làm được những cái gì không? Thì đó là tệ hại, là ngay cả những cái người trong cái cộng đồng của chúng ta là còn tệ hơn nữa. Họ chỉ ngồi họ nói dóc không thôi à. Tôi phải nói rằng ngay cả mấy ông đại sứ đó, ngay cả ông luật sư, mấy ông tiến sĩ ở bên Âu Châu như vậy đó, ngay cả bên này cũng vậy đó, làm được cái project không? Trong khi những quý vị đã đi làm cho dòng chính đó, senior engineer, kỹ sư thâm niên đó, họ đã làm được những project, họ biết nhu cầu như thế, họ biết vấn đề tính toán. Và cái đó, đó là một trong những cái địa điểm then chốt để đưa vấn đề cái sự quản lý hữu hiệu của chúng ta được thành công. Và đây là cái điều tâm huyết mà tôi chia sẻ ngày hôm nay, bởi vì tất cả những tôi thu thập tất cả những sự gọi là quan tâm của những đài như ở Houston, quan tâm của những vị như nói chuyện với tôi ngày cách đây vài ba bữa, và trong tuần vừa rồi đó, ngày 1 tháng 7 đó, là khi mà cái vụ mà miễn trừ cho ông tổng thống cựu tổng thống Trump đó, họ đưa ra và họ hỏi tôi đó, tôi không nghĩ cho ông tổng thống Trump. Tôi nghĩ đây là vấn đề, là cái kế hoạch mà Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ cái quyền của tổng thống trong tương lai của nước Mỹ, mà không có dùng bên này đá bên kia như bây giờ đang có. Thì đây, và đó là cái điểm son. Chúng ta phải học hỏi, chúng ta học hỏi. Còn đúng là cố chấp đó, chúng ta không làm được cái gì hết đó. Chúng ta ra là người gọi là tức bực tức đó, tôi xin lỗi anh tức mà chết. Tôi nói thật quý vị như vậy, nếu quý vị bực tức trong cái chuyện đó thì không làm được cái trò gì hết. Thì đây là có một điều quan trọng tôi chia sẻ để quý vị thấy, giới truyền thông của chúng ta hãy giúp đỡ để mà truyền thông đưa những người trẻ, đưa người tài của chúng ta lên cao và nhảy vào dòng chính và thúc giục họ thành công trong vấn đề mà khuyến khích họ. Và chính vì thế đó, 100 người chúng ta ở trên bất cả, chúng ta sẽ có vài ba người được tuyển vào trong cái chức vụ cao cấp giống như Do Thái hiện giờ họ đang làm. Tôi tin là chúng ta thành công. Ok, nó tôi nhận máy này cho quý vị. Cảm ơn những cái giây phút mà nói thẳng và nói thật như vậy. Khi mà anh đề cập đến có vẻ một số ai đó sẽ không thích cái câu nhận xét của anh. Tôi không quan tâm. Nhưng đó là câu rất là nói thẳng, nói thật, cũng cần phải tham khảo, cũng cần lắng nghe. Tại vì tôi là một trong những người mà tôi tương đối là an bài tại nước Mỹ. Và tôi phải nói, tôi bạn tôi đó, nó phải nói mày là cái thằng, một trong những thằng được happy landing, tức là về retire mà cái thoải mái đó, không có bị trở ngại. Thì tại vì tôi trọn bổn phận của tôi, và tôi dùng tất cả cái khả năng của tôi, những sự hiểu biết của tôi chia sẻ cho giới trẻ, để tôi mong giới trẻ làm được những việc như vậy, rõ ràng như vậy. Và tuần tới đây tôi cũng bay qua Dallas để nói chuyện với một số sinh viên như vậy. Tôi cũng sẽ tương tự như vậy để cho họ hiểu. Vâng. Rồi, cảm ơn anh Lương. Chúc anh Vâng. một cuối tuần vui vẻ nha. Tôi cảm ơn anh nhiều. Trời nóng, giữ sức khỏe chút xíu nha anh. Tôi thì tôi luôn luôn như vậy. Tại vì những cái chuyện gì là đối với tôi, ngay cả trong cộng đồng này, tôi muốn tình nguyện để giúp cho quý giúp hoặc là chia sẻ lên cho quý vị cho vui. Chứ ngoài ra tôi không, anh không bắt buộc tôi làm được chuyện đó, và tôi cũng không cần phải làm chuyện đó, bởi vì nếu nhiều thầy quá tôi nhiều thầy thối ma, đúng không? Tôi tự nhiên tôi làm thối, tôi không xứng đáng để tôi làm cái chuyện đó, đúng không? Rồi, cảm ơn anh nghỉ ngơi nha. Vâng.